Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đây là video clip em làm về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của 2019 đối với tuổi của các anh. Thì có thể nói là năm nay là em nợ mọi người nhiều vì là cuối năm sức khỏe không tốt cho nên không có thực hiện nhiều cái video cho mọi người, và mọi người vẫn yêu mến và muốn em chia sẻ, vì dù sao thì mới cũng có giữa tháng 2 thôi, cho nên là vẫn còn nhiều cái thời gian ở phía sau của cái năm Kỷ Hợi, cho nên là mọi người muốn biết vận hạn nó ra sao thì mọi người có comment cũng như là inbox để hỏi về cái tuổi này rất là nhiều, đặc biệt là các anh nam, có thể nói nam của tuổi Nhâm Tý của các anh thì khá là nhiều. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ nó đối với tuổi của các anh. Thì như các anh đã biết thì em ở cái video nào thì em cũng hay tổng quan cái vận hạn cả đời cũng như thiên tính của các anh để mà mình ứng vào cái năm. Thì xét về tuổi của các anh á, thì các anh Nhâm Tý mệnh thì là mệnh mệnh mộc, nhưng mà các anh thấy không, Nhâm thì cũng là thiên can, Nhâm cũng thủy, Tý cũng thủy, mệnh mộc, cho nên là có thể nói là người nam mạng Nhâm Tý là coi như là tuổi là thủy sinh cho mạng mộc, rồi thiên can của chữ cũng là thủy sinh cho mộc, cho nên là có thể nói là người mà Nhâm Tý nam mạng là người tốt số, chứ không phải là một trong những cái người mà vất vả. Người ta gọi là trai nhâm gái quý, các anh là nắm chữ nhâm nữa, lại thuận mạng ở trong là thủy sinh cho mộc, cho nên là người Nhâm Tý có thể nói nam mạng Nhâm Tý là một trong những cái tuổi có nhiều cái chữ tốt đẹp. Thường là các anh là rất dễ có các cái thân cư mệnh, cái thân cư mệnh ở nhiều cái sao tốt đẹp như sao Thiên Lương nè, rồi sao Vũ Khúc, Tứ Hóa, Hóa Lộc, cho nên là có thể nói là người của người Nhâm Tý thì là người tốt số, có thể không phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền, sướng thân. Tuy nhiên là như đã nói là người tất cả các cái người mà mang cái địa chi tuổi Tý là rất dễ thích nghi. Chuột thì ở trên núi cũng sống được, ở dưới biển cũng sống, cũng xong, ở sa mạc cũng có chuột. Cho nên là có thể nói là đối với các anh này gọi là chuột ở trong rừng, chuột ở trên cây, cũng khá là cứng cỏi chứ không đến nỗi nào. Người ta nói là cái người mà tuổi Nhâm Tý thì đa phần là thích nghi tốt, làm việc thì gọi là thuận mãn, đặc biệt là những người mà sanh vào mùa đông với mùa xuân á, thì cuộc sống gặp rất là nhiều điều tốt lành, gia đình êm ấm, hưởng nhiều phúc lộc. Còn ngược lại nghịch sanh lỗi số, nhất là vào cái mùa hạ, mùa nóng bức á, thì phải sống tha phương, đường tình thì đặc biệt rối rắm, vì không đến nỗi phải lo nhọc thân mình cơm áo gạo tiền, nhưng tâm trí lo toan tính đủ điều, công danh gia đạo cũng khó yên. Phải nói là đi vào cái giai đoạn cuối của hậu vận thì mới có thể ăn nhàn cũng tốt nhờ với con cái. Năm nay thì đang ở vào cái trung vận, sự nghiệp thì của các anh là năm vừa rồi là bị ảnh hưởng bởi chữ Dậu, từ năm Đinh Dậu cho tới năm Mậu Tuất thì 2 năm vừa rồi là không tốt đẹp cho người Nhâm Tý, đặc biệt là cái năm Mậu Tuất là với chữ Mậu nó khác chữ Nhâm, công việc làm ăn nó không tốt đẹp, rồi Tý với Tuất thì là bị tự hình, cho nên là gia đạo cũng không yên. Phải nói là có năm vừa rồi tương đối không được may lành, làm ăn không được xuôi thuận, thì năm nay thì có nhiều cái sự thuận lợi hơn ở trong cái việc của các anh. Như vậy là người Nhâm Tý thì nói rằng là người tốt số thì cũng có thể đúng, nhưng mà người xấu số hay không, tốt hay xấu hay không là còn phải soi về cả tướng mạo, chứ không phải những cái con số và những ngày sinh không. Có thể là có những người là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm,
nhưng mà người kia thì lại sướng. Còn ngược lại thì mình lại tại sao khổ? Thì có thể nói là cái phúc đức, cái đức năng ở có thể là của tiền kiếp, của cha mẹ để lại cho mình, tạo ra cái tướng của mình nó có đẹp hay không. Cái điều kiện tiên quyết của mình là cái ngày sinh tháng đẻ tốt rồi, còn phải cái tướng nó có hảo hay không, còn có quang minh hay không. Chứ còn mà tướng mà mình không hay quang minh, tướng mình xấu thì mình sẽ không có điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chứ đừng có nói là tại sao tôi dậy sinh ra ngày tháng năm sinh. Mà tướng là từ đâu? Tướng là có thể là từ cha mẹ mình để lại nè, hoặc là từ phúc của mình cũng có thể tạo ra. Con người thì có thể có, đối với chữ nhâm tý của các anh thì thật sự mà nói là cũng rất ít người chịu tin vào cái sự huyền hoặc của tâm linh cũng như là phong thủy tử vi. Cho nên là cứ đường thẳng mà đi. Tôi có sức mà tôi có sự may mắn, nhưng mà đừng nói thật sự giờ nói nè, con người thì có 10 năm đi lên và 10 năm đi xuống. Người nhâm tý này là trải qua 2 3 cái năm vừa rồi mà gọi là đặc biệt khó khăn thì mới biết chịu nhìn nhận lại, chịu ngó lại là cái tử vi, cái vận hạn của mình ở trong cái giai đoạn nào nó sẽ tốt đẹp. Hy vọng rằng là với cái sự người ta nói người nhâm tý vượt qua đại hạn của trung vận á, thì sẽ rút được nhiều kinh nghiệm và có phú túc về sau. Hy vọng là các anh được như vậy. Thì vận vào cái năm mà Kỷ Hợi 2019 này đối với tuổi của các anh thì nó sẽ như sau. Các anh là mạng tang đối mộc, tức là cây vô tầm đó, thì gặp năm bình địa mộc của năm Kỷ Hợi 2019 này á, là mạng đồng hàn. Mạng mộc gặp năm mộc có người ta gọi là tương hợp, tốt, chủ về một năm có sức khỏe ổn định, thậm chí là còn tốt cho công việc làm ăn. Trong năm mà cùng một năm mộc á thì dễ có quý nhân giúp đỡ trong cái công việc mà làm ăn gặp bế tắc từ trước. Tuy nhiên là sao chiếu mạng của các anh thì lại không được tốt đẹp cho lắm, nhưng cũng không phải là xấu. Đó là ngôi sao thủy diệu. Sao chủ thủy diệu thì hay đem đến chuyện buồn trong gia đạo. Đặc biệt nếu mà sao chủ thủy diệu đi với tang môn thì rất dễ có tai, nhất là những người bậc trưởng thượng của chúng ta. Người ta nói gặp các anh mà gặp sao thủy diệu chiếu mạng thì có nhiều chuyện buồn phiền lo lắng. Đối với người mạng mộc của các anh đó, thì có tài lộc. Tại sao? Tại vì sao thủy diệu nó hành thủy, các anh mạng mộc cho nên là nó tương sinh thủy sinh mộc. Có phần lợi ích, tài lộc đôi khi lại tăng. Nhưng mà cái việc buồn phiền gia đạo thì chắc chắn phải có. Hạn là hạn thiên tinh. Hạn của năm Kỷ Hợi đối với tuổi các anh là hạn thiên tinh. Thì người ta nói hạn thiên tinh để đem lại rối rắm tranh chấp. Gặp hạn thiên tinh á, thì nhiều chuyện rối rắm tranh chấp kiện thưa, có việc mà sẽ liên hệ đến công quyền và tòa án, cho nên là cẩn thận ha. Người vận niên của các anh thì rất là tốt đẹp, đó là vận niên thử quy điền, tức là chuột về đầu. Vận niên thử quy điền là rất tốt cho công việc. Nếu như mà người ta gọi là mình trồng cái cây, giống như là các anh trồng cái cây gặp cái vận niên này là đang là cái mình đến cái năm mình thu hoạch. Những anh mà có đầu tư lâu dài thì có thể năm nay là năm các anh sẽ thu hoạch, 2 năm 2017 2018 thì nó hơi xấu không có thu hoạch, thì nhiều năm nay nó sẽ thu hoạch tốt đẹp. Thì để cái vận niên này á, là người ta còn nói là cái vận niên giống giống như là cái hình tượng của con chuột mà được quay về cái ruộng lúa đầy đủ, báo hiệu một năm được gặp nhiều may mắn bất ngờ, hầu như định làm việc gì thì đều được gặp quý nhân giúp đỡ và mọi điều tốt đẹp. Đầu tư kinh doanh thì dễ sinh lợi nhuận, tha hồ mà ăn ha. Gọi là tiền bạc dễ dàng, có thể là có hoành tài bất ngờ, nhưng phải nên cẩn thận với cái việc là mình vẫn có những cái sao cái hạn là hạn thiên tinh. Vận niên này kết hợp với hạn thiên tinh thì cũng phải đề phòng. Thiên can á, thì nhâm với kỷ là bình hòa về mặt tử vi. Tuy nhiên về nạp âm ngũ hành đó, là nhâm thì thuộc thủy, kỷ thì thuộc thổ, cho nên gọi là tương xung về nạp âm ngũ hành của thiên can. Sẽ có những cái rối rắm hao tốn ở trong công việc của các anh. Địa chi tý gặp hợi là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn bình thường. Tý hợi thì đều được thuộc hành thủy hết,
cho nên là tốt đẹp gia đạo cũng sẽ có nhiều niềm vui. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt mà ngũ hành mà luận giải thì can kỷ của năm Kỷ Hợi là thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung cho nên thổ sẽ bự. Đối với người mà mạng mộc á, gặp năm thổ vượng á, thì có phần không tốt cho tài lộc và sức và công danh. Sao hạn thì chỉ là trung bình thôi, nhưng mà đặc biệt là nhờ cái vận niên rất tốt, ngũ hành thì thuận lợi, nên dù công việc có vài trở ngăn ban đầu thì cũng sẽ có nhiều cái biến chuyển tích cực ở ở vào cái giai đoạn sau và thu hút được tài lộc, vẫn nhận được nhiều thành quả. Có thể nói mà xét về mặt tử vi bên ngoài thì đây là một năm trên trung bình của các anh sinh năm 1972 nhâm tý. Các anh vốn là như đã nói ở trên ha, là vốn là mình là một cái người may mắn, có số trong 60 con giáp là các anh mà mệnh mặt là các anh cũng ok lắm á ha. Rồi còn vẫn vào cái sự nghiệp và công danh của các anh, xét xem cái sao hạn ở bên trong cái tử vi nó sẽ sao không. Thì xét về mặt tứ trụ á, thì năm 2019 thì sẽ gặp thiên xung và địa lợi. Thì thiên xung á, thì là công việc làm ăn sẽ có nhiều trở ngại, đổi thay, thăng trầm bất định. Tuy nhiên với địa lợi thì gia đình tình cảm có nhiều niềm vui, sự nghiệp vẫn có phần hưởng lợi từ cái gia đình của mình. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm Kỷ Hợi 2019 á, đối với người nhâm nhâm tý nam mạng là thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, nhưng phải vượt qua nhiều khó khăn. Đại hạn 10 năm á, là từ năm 43 đến năm 52 tuổi. Sự nghiệp là đây là cái giai đoạn mà sự nghiệp có nhiều cái biến động, danh lợi thì tính tổng lại thì vẫn là tăng. Tiểu hạn năm nay do vậy được ảnh hưởng tốt của cái đại hạn, thì dù có khó khăn cũng có người giúp đỡ mà để vượt qua một cách ngon lành. Cũng em ha. Hạn tọa cung tiểu hạn thì có là hóa quyền, tham lam, vũ khúc, cho nên nó là với hóa quyền và tham lam cũng như vũ khúc thì mưu sự rất là dễ thành, danh tài hưng vượng, hội nhập thì còn có thiên không tiểu hao, cho nên là cũng dễ bị tiêu hao mất mát, đặc biệt là đề phòng những cái người thân lâu ngày gặp lại lừa gạt. Phái nữ ha, cái này khẳng định luôn là phái nữ. Các anh nhâm tý thì cũng tuy không phải là một trong những cái tuổi mà mê máu me bà này bà kia, tuy nhiên là cũng không phải là tuổi không có số đào hoa. Với kình dương đà la thiên mã thì công việc cũng có nhiều cái trở ngại, phải coi như là phải đầu tư công sức nhiều mới mới có được. Đặc biệt hóa lộc ngộ với là lộc tồn á, thì tiền bạc của các anh năm năm nay á, thì không phải lo nghĩ, may mắn dồn dập nhất là vào những cái tháng mà thuận tuổi ha, thuận thiên can. Tuy nhiên á, là nếu các anh có phần lợi lớn á, thì cần phải phòng hung hiểm theo sau. Đồng thời với tử tức tọa hạn khó tránh chuyện buồn phiền, ốm đau hay gia đạo có chuyện chẳng lành, tan chế nha. Cung mệnh thì có khung thần là bệnh phù, đây là một cái phá tinh chuyên về sức khỏe. Nếu như mà trong cung mệnh có bệnh phù thì rất dễ gặp bệnh bệnh nạn, ha, có thể có nguy hại lớn đến bản thân, và làm hạn chế cái công việc của mình, vì mình bệnh là mình nằm một chỗ là công việc của mình nó sẽ có vấn đề. Nhìn chung các mặt từ sao vận đến tử vi, cung tiểu hạn có nhiều cái quyền tinh tài tinh ở trong cái năm này, cho nên là công danh sự nghiệp sẽ có phần thăng tiến, mưu sự dễ thành. Nhưng bên cạnh cũng có những cái bất lợi về mặt gia đình và quan hệ làm ăn, thường sinh ra những cái chống trái, nhất là cái hạn vì thiên tinh. Đặc biệt là để ý người nữ lừa gạt tiền bạc, khó khó có thể chống đỡ,
dù sao đây cũng là phải là cái năm thuận thời, sự nghiệp có thể là tăng trưởng đối với tuổi Nhâm Tý năm mạng của các anh, nếu khéo khéo mà gọi là dung hòa cái việc mà gia đạo thì rõ ràng đây là một năm khá tốt đối với tuổi Nhâm Tý năm mạng. À, đó là về cái phần công danh sự nghiệp, nghe thấy hấp dẫn ha, 2 năm vừa rồi thấy muốn chết, nghe tôi năm nay thì có chút động lực. Thì người ta nói là như các anh cũng biết, người ta đã nói rồi không, người thì có lúc sống thì có khúc. À, lúc này 2 năm trước thì mình tệ, năm nay bắt đầu mình hửng hửng sáng rồi ha, mình sẽ chơi từ từ, đừng quá chơi lớn. 2 năm te tua qua năm nay mới hửng hửng chơi lớn, biết đâu lật một cái là lật xuồng luôn rồi chết ha. À, còn xét về mặt tình cảm và gia đạo á, thì rõ ràng với cái năm nay công việc khá hanh thông á, như vậy cho nên là tình cảm cũng sẽ có được an hòa, cũng có chút động lực hơn. Hơn nữa với cái sao các anh phải để ý là cái sao thủy diệu chiếu mạng thì rất là khó tránh cái chuyện mà gây ra buồn phiền của gia đạo, thậm chí là gây gổ ở trong gia đạo con cái, hoặc là có cái chuyện tan ở trong gia đình. Thì các anh đã có gia đình á, thì thật sự mà nói á, thì cũng vẫn có những cái không tốt đẹp trong gia quyến, tuy nhiên với địa sinh thì vợ chồng vẫn có nhiều cái hạnh phúc. À, đặc biệt hạn mà về 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 gia đạo thì có là thiên khôi, thiên việt, hỷ thần, thì đây là những cái phúc tinh đem lại nhiều điều may mắn. À, nhất là cái phần con cái học hành tiến bộ. À, nhưng cần quan tâm nhiều hơn với những cái đứa nhỏ mà nó dưới cái 18 tuổi, là nữ hai con gái dưới 18 tuổi rất dễ xảy ra nhiều chuyện làm các anh buồn phiền. Tử vi thì có tam môn ha, bạch hổ thì cẩn thận bệnh bệnh nạn. Đặc biệt là cần lưu ý vợ con phòng tai nạn khi đi đường, cẩn thận đầu xe có thể xảy ra chuyện chẳng lành. Không phải là chỉ có tang môn mà đi trước bạch hổ này thì những người rất thân của các anh cũng có thể xảy ra chuyện chẳng lành, cho nên là cần cẩn thận. Ngoài ra thì có thiên mã ngộ với hỷ thần, cho nên là các anh đi xa cũng không vấn đề, thậm chí là đem đến nhiều niềm vui đối với tụi các anh. Đối với các anh mà độc thân á, thì rõ ràng với hồng đào hỷ thần đáo hạn, tình cảm có nhiều tốt đẹp, có thể tiến đến hôn nhân. Rõ ràng là với sao mạng, với những cái gì em phân tích ở trên, thì nếu mà các anh nào độc thân thì rõ ràng là vẫn có thể có nhiều niềm vui ở trong năm nay. Mình làm ăn thấy tấn tới hơn thì mình mới nghĩ tới cái chuyện mà yêu đương rồi nhăng nhít rồi chút xíu ha, chứ còn mà làm ăn mà tệ như 2 năm vừa rồi thì mẹ lo đi kiếm tiền kiếm gạo sống trước đã, chứ còn chuyện tình cảm có cũng được có cũng không sao, đúng không? Đối với tuổi Nhâm Nhâm Tý của các anh là như thế. Còn về mặt sức khỏe của năm Kỷ Hợi 2019 đó, thì thiên can mà bị, nói chung là mạng thiên can chỉ có chủ yếu là về phần tai nạn nhỏ, chứ không có gọi là đối với tụi các anh mà về mặt sức khỏe và bổn mạng của cái năm Kỷ Hợi 2019 thì không đáng kể. Có bệnh thì cũng đơn giản, người Nhâm Tý thì không phải là người đoản mạng, người khá trường thọ. Đặc biệt là trong năm nay với cái gốc là bình địa mộc, mình là các anh đó là tang đối mộc, thì cây dâu tằm thì cùng hàng mộc với nhau thì nó cũng không đến nỗi nào. Tuy rằng năm này là năm thổ vượng, mà thổ vượng thì mình mộc khắc thổ chứ không phải là thổ khắc mộc, cho nên là có sức khỏe có bị suy yếu hoặc là bị tai nạn gì nữa thì cũng không quá nặng nề, không có quá lo lắng ở trong cái bộ mạng của các anh. Tuy nhiên là như đã nói ha, cái phần sắc tướng cũng là một điều tối quan trọng ở trong cái việc thọ hay không thọ của một con người, chứ không phải riêng về cái phần tử vi không. Như đối với trường hợp như đó là em thí dụ như trường hợp là em đi, ngày xưa sư phụ em nói là em sẽ không 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 sống quá 35 tuổi đâu, mà thật sự là vậy. Trước đây là do là em không có
làm việc thiện không có sống vì mọi người, em sống vì bản thân em không thì mặt em rất là ác, nhìn tay em thì mỏng đúng không, không có phúc, cho nên là nhìn là biết dễ chết yểu lắm. Nhưng mà từ khi mà em giúp mọi người, em biết về Phật pháp nhiều hơn, em ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống, em không có làm vì bản thân mình nữa, thì rõ ràng là sắc tướng của em thay đổi. Người ta gọi là tâm sinh tướng mà đúng không, mình có tướng xấu nếu như mình biết tu nhân tích đức thì dần dần tướng mình nó cũng sẽ thay đổi, tâm mình sáng tướng mình cũng sẽ được ảnh hưởng, được gọi là tướng hảo quang minh, thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Cộng với đó là nó sẽ ảnh hưởng tới tài vận hơn. Thí dụ như mà mình mà xấu, mình suy nghĩ chuyện gì đó, mình thức đêm, cái vùng mà chữ T này người ta gọi là vùng ấn đường nó bị đen đi thì mặt mình rất là dữ, mắt thì sâu quắm vào, thì cái đó là mình gần người âm hơn là gần người người dương. Thấy không? Còn ví dụ giống như là nhiều người nói trời tại sao mà em có sức thuyết phục ở người khác như vậy, đơn giản thôi, nhìn vào nhân chung em nè đúng không, nhân chung em rất là sâu. Người mà có nhân chung sâu thì đa phần là những người trung chính trực, trung người ta gọi là trung hiếu, là chắc chắn là người nào mà có nhân chung sâu là trung hiếu sẽ đi đầu, và trung hiếu đi đầu sẽ được tạo ra phúc đức khác. Người chính trực nữa ha, không phải là em nói em đâu ha, chứ nhiều khi sót em nó khác người khác cũng 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 nên, nhưng mà thôi cơ bản là vậy, nếu mà sách vở nó viết là như vậy. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tụ của các anh Nhâm Tý sinh năm 1972, với khá nhiều cái điều tích cực ở trong cái năm này. Hy vọng rằng nó là cái thông tin mà các anh cảm thấy là gọi là tươi sáng hơn trong 2 cái năm vừa qua ha. Rồi bây giờ thì là em sẽ tổng hợp luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh nó sẽ ra sao, nó xấu ở tháng nào và nó tốt ở tháng nào và tại sao. Đầu tiên hết, tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Bính Dần. Tháng Bính Dần thì là thuộc hỏa, thiên can mệnh thì mộc sinh hỏa, bản mệnh của các anh bị sinh xuất tháng, bản mệnh sức khỏe yếu, cần cẩn trọng. Khi mà bản mệnh bị bệnh sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh sẽ bị yếu đi, không được tốt đẹp cho lắm. Thiên can thì chữ nhâm của các anh nó khắc chữ bính, tức là thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận hao tài. Nếu như mà các anh gặp thiên can như thế này ha, mà các anh mà đầu năm mà anh nào mà giờ lỡ quýnh bài thì chắc là các anh không có thấy, không thấy ăn đâu ha, tổng kết là thua rồi, các anh tự nghiệm ra thôi, chứ là từ đầu đầu năm mình có cảm thấy mình chơi đỏ đen mình có vui không, có ăn hay không. Địa chi thì Dần Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp, cho nên là gia đạo ok, không có vấn đề. Như vậy thì tháng giêng là thấy sức khỏe cũng yếu yếu ha, thiên can thì không đẹp lắm, cho nên là công việc cũng không tốt đẹp. Tiếp đến là tháng 2, hôm nay đã là ngày 19 tháng 2, thì tháng 2 là tháng Đinh Mão. Tháng Đinh Mão là tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng tháng giêng, bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe không được ngon lành. Thiên can của các anh thì rất là ok, chữ đinh hợp nhâm, gọi là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân về chữ nhân, cho nên là có thể quý nhân sẽ giúp đỡ, công việc sẽ bắt đầu hanh thông, cuộc sống những cái việc mà trong năm Mậu Tuất bị chữ Mậu nó khắc chữ nhâm gây khó khăn thì tháng 2 này bắt đầu nó khởi động lại và chạy một cách tốt đẹp ha. Địa chi Tý Mão, người ta gọi là Tý Mão, Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Mão là bị tự hại, thuộc nhóm tự hình. So với lục xung á, thì tự hại và tự hình á, thì nhẹ hơn nhiều. Lục xung lục hại rồi mới tự hình, nhẹ hơn nhiều ha. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, cho nên có thể nói là gia đạo của tháng 2 các anh đang trải qua được gần 20 ngày rồi, thì các anh cũng thấy là nó cứ trục trặc, có thể là có gây gổ với bà xã, không vui vẻ với con cái, đó là cái ý của tháng 2. Với nhưng mà công việc thì ngon lành ha.
Rồi tiếp đến là tháng 3. Tháng 3 là tháng Mậu Thìn, một tháng mộc. Tháng 3 Mậu Thìn, như vậy là mộc đồng hành của năm, rồi bây giờ đồng hành của tháng nữa, cho nên là sức khỏe bổn mạng tốt, không vấn đề. Thiên can thì chữ Mậu nó khắc chữ Nhâm. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc khó khăn, cẩn thận vướng rắc rối với pháp luật, cẩn thận bị người xấu ném đá dấu tay, cho nên là công việc coi chừng ha, để ý một tí xíu, ký tá cái gì hoặc muốn làm cái gì thì phải để ý. Tiếp đến là địa chi Thìn Tý, Tý với lại Thìn là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, tốt cho công việc và các mối quan hệ hanh thông. Người ta nói có tam hợp địa chi thì hóa giải tam tai của năm luôn, chứ đừng nói là cái gì. Hy vọng rằng với tam hợp địa chi sẽ phần nào khắc chế, làm cho cái thiên can bị tháng tương khắc của các anh nó nhẹ nhàng hơn, công việc nó không có vấn đề, vẫn có các mối quan hệ xã hội tốt để mà các anh có được cái công việc ok. Tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, một tháng gốc mộc nữa, giống như tháng 3 thì bổn mạng của các anh đồng hành, giống y chang. Thiên can nhâm kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là nhâm, nạp âm của hành của nhâm là thủy, nạp âm của hành của kỷ là thổ, cho nên là có thể nói là tương xung về nạp âm ngũ hành của thiên can. Có chút rắc rối ở trong công việc nhưng không quá lớn lao. Địa chi Tỵ Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp, gia đình cũng không có vấn đề gì, tiếp tục là một tốt đẹp, không vấn đề. Tháng này thì tháng tư này thì công việc nó cũng vẫn còn chút xíu gì đó chưa tốt đẹp hẳn, do là mình dù sao nữa tháng 3 nó tương khắc vậy, nó có nhiều rắc rối, thì tháng tư mình cũng phải bỏ công ra mình giải quyết chứ làm sao mình ấy được, đơn giản cũng là như vậy thôi. Rồi tiếp đến là tháng 5, tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ là thuộc thổ, hai tháng Canh Ngọ và Tân Mùi ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng 5, tháng 6 âm lịch, là hai tháng cực thổ, người ta gọi là hai tháng hợp thổ. Như vậy thì bản thân mệnh, xét về trụ mệnh là mộc khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng tai nạn. Thiên can nhâm canh thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Canh thì thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên có thể nói là tương hợp về nạp âm ngũ hành của thiên can, sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi thì không tốt đẹp, địa chi là Tý Ngọ. Tý Ngọ là thuộc nhóm lục xung, mà như đã nói ở cái lục xung là mô tả cái sự chống đối và đối chọi nhau, cho nên gia đạo và các mối quan hệ trong công việc sẽ có rắc rối, cho nên các anh cần cẩn thận cái mặt gia đạo. Với cái bản mệnh của mình khắc tháng ở trên thì cái phúc tinh và tài tinh nó cũng không có được hưởng lợi, cho nên là phá và bại tinh nó sẽ hoành hành. Gặp cái địa chi mà lục xung nữa thì nhớ cẩn thận, đặc biệt là tháng này rất dễ sinh rầy rà rối rắm ở trong gia đạo, thậm chí là nếu như tan môn rất dễ xảy ra ở trong hai cái tháng cực hỏa này, hai cái khổ này của năm. Tiếp đến là tháng 6, tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng thổ, sẽ giống như tháng 5, bản mệnh của mình là bị mộc khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng dễ gặp tai nạn. Thiên can nhâm tân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp. Nhâm tân, tân thì vẫn thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên là tương hợp kim sinh thủy đối với nạp âm ngũ hành của thiên can, công việc cũng dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Mùi Tý thì thuộc nhóm tự hại, tự hại ở đây được hiểu là sự cản trở nha, cho nên gia đạo cũng tiếp tục là một cái tháng cần phải để ý. Như vậy hai tháng cực thổ thì bổn mạng bị tương khắc, địa chi thì có vấn đề, cho nên là hai cái tháng mà tháng 5, tháng 6 âm lịch thì nhớ các anh cần cẩn thận cái việc và gia đạo, đặc biệt như em đã nói ha. Anh nào mà sinh vào tháng không thuận, mạng không thuận đó, thì rất dễ có cái chuyện buồn ở trong gia đình của mình xảy ra, cho nên là cần phải chú ý. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cả cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm.
đối với tuổi Nhâm Tý nam mạng của các anh. Thật sự ra thì nó có khá nhiều cái điều tích cực, tốt đẹp. Bên cạnh đó thì nó cũng về cái vận hạn 6 tháng thì gia đạo cũng nó có nhiều tháng không được tốt đẹp, cho nên các anh cần phải chú ý đến cái việc gia đạo của mình, để mà tránh đi những cái phiền toái gây ảnh hưởng đến công việc, vốn đang có chiều hướng tích cực hơn. Các anh xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Nhâm Tý được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi của tuổi khác có thể liên quan đến bạn bè, người thân của mình. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Bye bye, hẹn gặp lại.